Pháo binh Việt Nam, cú phản đòn sấm sét khiến Trung Quốc ghi nhớ suốt đời vì dám thách thức. Kính thưa quý vị và các bạn, liệu có quốc gia nào đủ sức mạnh và lòng kiên cường để chống trả một trong những quân đội đông đảo và mạnh mẽ nhất thế giới như Trung Quốc? Và liệu một đất nước nhỏ bé như Việt Nam có thể khiến một cường quốc phải ghi nhớ mãi mãi một bài học đắt giá trên chiến trường? Đó chính là câu hỏi đặt ra khi cuộc xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra vào năm 1979. Khi quân đội Trung Quốc hùng hổ tiến quân, tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học, liệu họ có ngờ rằng mình đang đối đầu với một trong những lực lượng pháo binh dày dạn kinh nghiệm nhất từng chiến đấu trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ? Với những khẩu pháo bắn chính xác đến từng vị trí chiến lược, pháo binh Việt Nam đã biến chiến trường thành cơn ác mộng cho kẻ thù. Từng loạt đạn pháo vang lên không chỉ khiến quân đội Trung Quốc chùn bước mà còn gây ra tổn thất nặng nề với nhân mạng và thiết bị quân sự. Những trận đánh quyết liệt tại các điểm nóng như Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang đã chứng minh rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, pháo binh Việt Nam cũng không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Nhưng điều gì đã làm nên sức mạnh kỳ diệu của pháo binh Việt Nam trong cuộc chiến này? Phải chăng đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần chiến đấu bất khuất, chiến thuật thông minh và lòng yêu nước nồng nàn? Hay chính những kinh nghiệm trận mạc quý báu đã giúp họ biến những khẩu pháo thành cơn bão thép cuồng nộ trên chiến trường, đánh trả từng bước tiến của quân Trung Quốc? Một bài học nhớ đời mà Trung Quốc mãi không thể quên, nhưng điều gì đã thực sự tạo nên chiến thắng vang dội ấy? Quý vị thân mến, chính lực lượng pháo binh Việt Nam, những người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang danh toàn thế giới, khiến tất cả các cường quốc cũng phải e dè. Lại một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Đáng tiếc quân đội Trung Quốc dù đông đảo và hùng hổ lại chủ quan và coi thường sức mạnh ấy. Sau khi ồ ạt xâm lược và chiếm đóng 6 tỉnh biên giới Việt Nam, họ ngạo mạn tung hoành như thể không ai có thể ngăn cản. Trước sự tàn bạo và thách thức của quân Trung Quốc, pháo binh Việt Nam không lùi bước mà kiên cường chống trả, dạy cho kẻ thù một bài học đau đớn không thể nào quên. Những loạt pháo chính xác mạnh mẽ đã quét sạch đội quân đông đảo, khiến chúng tan tác như bầy chim non bị bão táp, xác nằm ngổn ngang khắp nơi. Quân Trung Quốc dù đông đảo như kiến cỏ nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh pháo binh Việt Nam và đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Vậy điều gì đã khiến pháo binh Việt Nam trở thành nỗi ác mộng của quân Trung Quốc trong trận chiến này? Đại tá Nguyễn Kim Trung, nguyên phó chính trị viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang chia sẻ, khi chiếm được các điểm cao, quân Trung Quốc lập tức xây dựng đường xá và đưa lực lượng pháo hùng hậu vào để bảo vệ những vị trí chiếm đóng bất hợp pháp. Mỗi lần chúng bắn là một trận mưa đạn khiến cả bầu trời rực sáng, san phẳng từng tấc đất. Mặc dù quân Trung Quốc bắn kiểu nhà giàu không tiếc đạn, nhưng chính sự dũng cảm, chiến thuật thông minh và khả năng sử dụng pháo binh hiệu quả đã giúp quân đội Việt Nam trụ vững, vượt qua khó khăn và đánh trả quyết liệt. Cựu binh Đặng Việt Châu, nguyên sĩ quan cao cấp của sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên cũng từng chia sẻ rằng, mặc dù đối phương có ưu thế về pháo binh và hỏa lực, nhưng pháo binh Việt Nam vẫn biết cách chiến đấu khôn khéo, dùng từng viên đạn, từng quả đạn pháo một cách chính xác hiệu quả để xoay chuyển tình thế, gây thiệt hại nặng nề cho quân Trung Quốc. Dù quân Trung Quốc liên tục rót hàng loạt đạn pháo với số lượng khổng lồ xuống trận địa của chúng ta, hiệu quả lại không thể sánh bằng sự chính xác và sức công phá của pháo binh Việt Nam. Trận địa pháo của ta thực sự trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với quân địch bởi mỗi loạt đạn pháo đều đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao và sức sát thương đáng sợ. Trong suốt 6 năm chống trả các cuộc tấn công của Trung Quốc tại mặt trận Vị Xuyên, nhiều trận chiến ác liệt đã diễn ra. Nhưng một trong những trận chiến nổi tiếng và được ghi nhận nhiều nhất lại là trận đấu tại cao điểm A6B hay còn được phía Trung Quốc gọi là cao điểm 211 vào ngày 14 tháng 5 năm 1985. Khu vực này cùng với điểm cao 772 trở thành những nơi chứng kiến sự khốc liệt tột độ của chiến tranh. Địch đã nã xuống hàng trăm ngàn quả đạn pháo, san phẳng đỉnh núi đến mức làm bạt đi nhiều mét đất đá, biến cảnh vật nơi đây thành một màu trắng xóa như lò vôi rực lửa, khiến nơi này được gọi là lò vôi thế kỷ. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn khốc, cán bộ và chiến sĩ của ta đã kiên cường tiến công và giành lại từng tấc đất, bám trụ kiên cường cho đến khi quân Trung Quốc buộc phải rút lui. Trong cuốn hồi ký của Thượng tá Nguyễn Hữu Hoạch, nguyên đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11, trung đoàn pháo binh 475, ông để lại trận đánh lịch sử trên cao điểm A6B vào giữa năm 1985. Đó là một ngày cuối tháng 5 khi đơn vị ông nhận lệnh sẵn sàng chi viện hỏa lực cho trung đoàn bộ binh 982 tiến công quân địch tại điểm cao chiến lược A6B. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, thời gian và mục tiêu cụ thể của cuộc tiến công chỉ được thông báo vào phút chót. Điểm cao A6B, một trong hai mỏm thuộc điểm cao chiến lược A6, là nơi quân địch đã chiếm đóng và phòng thủ kiên cố.
A6A do lực lượng ta bảo vệ, còn A6B rơi vào tay địch, nằm về phía đông của dãy 400, cách khoảng 300 mét. A6B đối diện trực tiếp với điểm cao A5 do địch chiếm giữ và nằm gần các vị trí quan trọng như đồi đài, đồi cây khô, đồi cây si và đồi cây gạo. Chính tại đây, pháo binh Việt Nam đã phát huy vai trò to lớn trong việc hỗ trợ bộ binh tiến công, tái chiếm điểm cao và bảo vệ lãnh thổ, tạo nên chiến thắng đáng nhớ trong lịch sử chiến tranh biên giới phía Bắc. Mặc dù quân Trung Quốc liên tục bắn pháo với số lượng khổng lồ xuống trận địa của ta, nhưng hiệu quả của chúng không thể so sánh được với sự chính xác tuyệt đối và sức mạnh hủy diệt của pháo binh Việt Nam. Trận địa pháo của ta đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân địch bởi mỗi loạt đạn đều đánh thẳng vào mục tiêu, gây thiệt hại nặng nề. Trong suốt 6 năm kiên cường chống lại các cuộc tấn công của Trung Quốc tại mặt trận Vị Xuyên, nhiều trận chiến khốc liệt đã nổ ra, nhưng trận đánh tại cao điểm A6B hay còn gọi là cao điểm 211 diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 1985 là một trong những trận nổi bật nhất và được nhắc đến nhiều nhất. Khu vực này cùng với điểm cao 772 đã trở thành chứng nhân của sự tàn khốc trong chiến tranh. Quân địch đã rót xuống nơi đây hàng trăm ngàn quả đạn pháo, khiến đỉnh núi bị bạt đi, mặt đất trở nên trắng xóa như trong một lò vôi khổng lồ, khiến khu vực này được gọi là lò vôi thế kỷ. Dù bị tấn công ác liệt, các chiến sĩ của ta vẫn kiên cường tiến công và bám trụ vững chắc, quyết không để mất một tấc đất, buộc quân Trung Quốc phải rút lui trong thất bại thảm hại. Theo hồi ký của Thượng tá Nguyễn Hữu Hoạch, nguyên đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11, trung đoàn pháo binh 475, ông đã kể lại chi tiết về trận đánh lịch sử tại cao điểm A6B vào giữa năm 1985. Vào một ngày cuối tháng 5, đơn vị của ông nhận lệnh chuẩn bị chi viện hỏa lực cho trung đoàn bộ binh 982 tiến công quân địch tại cao điểm A6B. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, thời gian và mục tiêu cụ thể chỉ được thông báo vào phút chót. Cao điểm A6B, một trong hai mỏm chiến lược của khu vực A6, là nơi quân địch đã chiếm đóng và phòng ngự vững chắc. Trong khi A6A được quân ta bảo vệ, A6B lại rơi vào tay của quân Trung Quốc. Vị trí này nằm phía đông của dãy 400, cách khoảng 300 mét, trực tiếp đối diện với điểm cao A5 và các khu vực chiến lược khác như đồi đài, đồi cây khô, đồi cây si và đồi cây gạo. Chính tại đây, pháo binh Việt Nam đã đóng góp to lớn trong việc yểm trợ bộ binh tiến công, tái chiếm các vị trí chiến lược và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử chiến tranh biên giới phía Bắc. Tôi vừa ngồi ăn, vừa hướng mắt về phía sườn Bắc của A6. Chỉ mới đây thôi, sau vài loạt pháo từ cả hai phía, cái sườn núi đã bị bào mòn trắng xóa như lò vôi, chẳng biết nó đã phải gánh chịu bao nhiêu lượt pháo kích và đạn cối các cỡ. Liệu trên đỉnh ấy có nơi nào giữ được an toàn cho anh em ta hay không? Tôi quay sang nói với Hân, người liên lạc của đơn vị. Cậu thử mở máy dò tín hiệu, xem bên ta trên A6 còn không? Hân mở máy, dò tín hiệu một lúc rồi gỡ tai nghe ra, gật đầu đáp lại. Vẫn còn bác ạ. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên niềm kính phục vô hạn với những người đồng đội kiên cường bám trụ, làm nên chiến thắng vang dội, có ý nghĩa to lớn với chiến trường Vị Xuyên lúc bấy giờ. Bỗng từ đâu, hơn 20 con quạ đen lao vút lên trời, kêu lên những tiếng rợn người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại quạ này, nhưng trong sách vở, tôi đã từng nghe về chúng, từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Đang mải suy nghĩ mông lung, bỗng Lão Luân, tay trinh sát lão luyện, nhanh nhẹn, kéo tôi vào hầm trú ẩn. H-12 bên phía quân Trung Quốc đã khai hỏa rồi đấy. Chúng tôi đã đối phó với trận địa này nhiều lần, nhưng không hiểu sao nó vẫn có thể hoạt động mạnh đến như vậy. Vừa chui vào hầm trú, chưa đầy vài giây sau, hàng loạt tiếng nổ vang trời bắt đầu vọng lại từ các đỉnh núi. Tiếng rền rĩ của các loại đạn pháo và cối địch hòa lẫn trong tiếng nước sông Lô rì rầm tạo thành một âm hưởng chết chóc. Lần này, chúng không nhằm vào các đài quan sát nữa mà trút cơn phẫn nộ lên trận địa pháo của quân ta, trong đó có trận địa nơi tôi đang đứng. Đạn pháo của địch đã chuyển làn, khu A6 vẫn chìm trong khói lửa và bụi đá mịt mù. Tiếng súng bộ binh vang lên khắp nơi, đồng đội tôi nhận lệnh nạp đạn nhanh chóng, trận địa pháo lại tiếp tục khai hỏa. Khi khói dần tan, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng những tên địch di chuyển qua lại giữa hai hướng, từ điểm cao A5 và từ đồi cây khô tiến xuống. Đồi cây khô giờ đây ngổn ngang xác cây đổ, chẳng còn vẻ rậm rạp như trước bởi pháo ta đã giáng những đòn sấm sét lên đó. Tôi nhận ra chúng đã thay đổi chiến thuật, không còn dùng lực lượng đông đảo để tràn lên A6B với kiểu đánh lấy thịt đè người như trước. Thay vào đó, chúng chia thành những tổ nhỏ, liên tục đánh lén và tấn công một cách thận trọng, tinh vi hơn. Chiến tranh đã khiến chiến thuật cũng như là tư tưởng thay đổi, nhưng lòng kiên định và sự quả cảm của các chiến sĩ Việt Nam vẫn không hề lay chuyển.
Có lẽ quân địch đã bị ám ảnh bởi độ chính xác gần như là tuyệt đối của pháo binh Việt Nam. Điểm cao A5 cách A6 chỉ khoảng 300m về phía Bắc, ngăn cách bởi một khe núi rộng và tương đối bằng phẳng. Chính khoảng trống này đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân Trung Quốc, bởi mỗi lần vượt qua đây để tấn công lên A6, họ đều phải đối mặt với lửa đạn dày đặc của ta. Từ hướng bắn của chúng tôi, A6B nằm hơi chếch về bên trái và cao hơn một chút. Nếu nhắm bắn thẳng vào A5, đạn có thể lạc vào đồi đài và A6, nơi bộ đội ta đóng quân, nên việc bắn pháo cũng cần phải được tính toán cực kỳ là cẩn trọng. Chúng tôi điều chỉnh nhịp độ bắn đều đặn, tạo ra một bức tường lửa vô hình ngăn chặn địch ngay tại khe núi giữa đồi cây khô và điểm cao 400. Phía bên kia, pháo của tiểu đoàn 10, trung đoàn pháo binh 457 cũng phối hợp nhịp nhàng, từng loạt đạn chính xác rót xuống A5. Chỉ trong chốc lát, tiếng súng bộ binh của địch thưa thớt dần rồi im bặt, thỉnh thoảng chỉ còn vài tiếng lựu đạn nổ vang. Pháo địch cũng im lặng. Một đợt tấn công nữa của quân đội Trung Quốc lên A6B đã thất bại thảm hại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trời bắt đầu nhá nhem tối, lệnh cho cả tổ đài quan sát rút xuống để ăn cơm và nghỉ ngơi. Chỉ còn mình tôi ở lại vị trí trực chiến. Sau một ngày dài căng thẳng, đây là giây phút hiếm hoi để thả lỏng đôi chút. Tôi nhìn ra chiến trường, nơi chỉ còn cách mờ mờ trong màn sương chiều. Tiếng súng AK thỉnh thoảng vẫn vọng về từ xa. Đồng đội sau khi ăn tối xong, lặng lẽ di chuyển qua những khe đá để thay ca trực. Tôi đang dò dẫm tìm đường xuống chỗ nghỉ thì nghe tiếng gọi giật lại của ông Điều, tham mưu trưởng. Ông vừa nhận được thông báo từ cấp trên báo tin rằng đơn vị của chúng ta đã giành được thắng lợi vang dội tại A6B. Đây là một trận chiến có ý nghĩa to lớn nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo về một đợt phản công mới của quân Trung Quốc. Khi họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiếm lại điểm cao này, trận chiến chưa kết thúc và chúng tôi phải luôn sẵn sàng trực chiến tại đài quan sát vì cuộc chiến có thể kéo dài bất cứ lúc nào. Khi có tín hiệu hợp đồng hoặc là phát dấu hiệu của địch, lập tức phải nổ súng, không cần chờ báo cáo. Tôi tiếp tục di chuyển đến vị trí của chỉ huy lữ đoàn pháo binh 168, nơi các chiến sĩ cao tuổi đã có mặt từ trước, bao gồm cả lữ trưởng, các tiểu đoàn trưởng, chủ nhiệm và đội trinh sát. Có lẽ họ vừa họp bàn để rút kinh nghiệm sau trận đánh hoặc đang cùng nhau bàn bạc khích lệ tinh thần để bảo vệ điểm cao A6B vừa được giành lại. Anh em nhanh chóng vận động theo các khe đá để lên vị trí chỉ huy. Khi đến nơi, tôi đã nghe tiếng báo cáo, tiếng súng AK, tiếng lựu đạn nổ và tiếng pháo cối nhỏ vang lên từ khu vực 6B. Chúng tôi phán đoán có khả năng là quân Trung Quốc đang mò ra để thu thập thi thể của đồng bọn hoặc là cử đội trinh sát đến để thăm dò tình hình của ta. Sau một ngày hứng chịu cơn bão lửa khốc liệt, chắc hẳn là quân địch vẫn còn bàng hoàng. Tôi liền yêu cầu Hân, người liên lạc, dò lại tín hiệu từ khu vực 6B để biết rõ tình hình của đồng đội. Chẳng bao lâu sau, Hân đưa tai nghe cho tôi. Qua sóng liên lạc, tôi nghe thấy hai chiến sĩ bên kia đang nói chuyện vui vẻ và thậm chí còn hát cho nhau nghe. Điều này khiến tôi an tâm rằng quân Trung Quốc chưa có ý định tấn công vào ban đêm bởi lính thông tin vẫn giữ tâm trạng thoải mái và bình tĩnh. Khu vực đặt đài quan sát của chúng tôi được chia thành hai phần. Một khu dành cho việc nấu nướng và nghỉ ngơi cho những ai không phải trực chiến. Tận dụng các hang đá nhỏ, hốc và vách đá phía sau để sinh hoạt. Phía trước là vị trí chính của đài quan sát, nơi chúng tôi canh giữ và theo dõi tình hình. Từ đây chúng tôi có thể nhìn thẳng về phía tây sông Lô và điểm cao 1250. Đơn vị của chúng tôi lúc đó có 3 đài quan sát, với đài của tôi là đài chính, còn gọi là đài chỉ huy. Trên đỉnh 1013 có một đài bổ trợ do bác Tuyên, trợ lý tham mưu tiểu đoàn, người quê ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc phụ trách. Bên phải, đài thứ 3 phụ trách điểm cao 1030 do bác Tuyên, đài trưởng đội 4 quê ở Tiên Sơn, Hà Bắc điều hành. Trong chiến đấu, chúng tôi luôn có kế hoạch hỏa lực cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế mà điều chỉnh để đối phó với kẻ thù xâm lược. Đài chỉ huy của tôi cách đài chính của lữ đoàn pháo binh 168 chưa đầy 30m, gần gũi và sẵn sàng phối hợp nhịp nhàng khi cần thiết. Ngồi trên thành công sự quan sát đến gần nửa đêm. Tôi nhận thấy quân địch đang tập trung vào việc giải quyết hậu quả, không có khả năng tiến công ngay lập tức. Tôi chỉ đạo đài quan sát của lữ đoàn 168 rằng sáng sớm sẽ gọi anh em dậy rồi tranh thủ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng máy liên lạc vang lên những tiếng nổ rền rĩ và ánh chớp của pháo binh lại chói sáng trên bầu trời đêm. Khi chúng tôi kịp trở lại vị trí quan sát, cơn mưa đạn pháo và cối đã bao trùm A6B và các điểm cao lân cận. Khu vực 400 bị bụi mù mịt, mặt đất lấp đầy bụi đá, lữ đoàn pháo binh 168 đã kịp thời phản ứng, triển khai các loạt đạn áp chế các trận địa pháo của quân Trung Quốc với độ chính xác cao.
pháo địch tiếp tục mở đợt tấn công vào đồi đài đỉnh K-1013 và các khu vực phía sau. Đơn vị của chúng tôi cũng tham gia với những loạt đạn dày đặc vạch thành những vệt sáng trên nền đồi cây khô. Lần tấn công này, quân Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực tiếp từ điểm cao A5 và đồi cây khô, chúng chuyển sang sử dụng từng tốp nhỏ, lợi dụng các khe nối giữa 400 và đồi cây khô để tiếp cận và tấn công A6B. Chúng kết hợp hỏa lực từ đại liên B41 và các khẩu pháo bắn thẳng từ sườn 1250 để khống chế đồi đài và A6B. Dù đường vận động từ đồi cây khô đến A6B đã bị pháo của chúng tôi làm cho cạn kiệt từ nhiều ngày trước, quân địch vẫn tận dụng các giao thông hào cũ, gia cố thêm bằng bao tải và đá tảng. Trong ống kính quan sát của pháo binh, quân xâm lược vẫn âm thầm di chuyển ra đồi cây khô. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu không có đồi cây khô, quân Trung Quốc sẽ không có vị trí nào khác để tập kết binh lực và thực hiện cuộc tấn công vào A6B. Khi quan sát tình hình, tôi lẩm bẩm một mình, tự hỏi không biết quân địch có sợ chết không mà vẫn mạo hiểm tiến lên theo con đường đó. Tôi ra lệnh cho một khẩu pháo tiếp tục canh giữ khe núi tại đồi cây khô, trong khi những khẩu pháo khác được lệnh sẵn sàng. Nếu địch tiến công bằng lực lượng lớn, chúng sẽ phải đối mặt với hỏa lực của chúng tôi ngay lập tức. Chỉ một thời gian ngắn sau, đồi cây khô trở nên yên tĩnh, tiếng súng dần lắng xuống sau những loạt đạn chính xác của pháo binh Việt Nam. Mỗi quả đạn pháo nổ xuống đã quét sạch một khu vực, không còn thấy bóng dáng quân thù nào ẩn nấp. Tiếng súng vẫn vang lên từ điểm cao A6 và đồi đài, nhưng rõ ràng quân địch đang cố gắng bắn cối cấp tập từ phía đồi mâm xôi, một ngọn đồi cao, tròn như mâm xôi, không có tên trên bản đồ, nên chúng tôi đã đặt tên như vậy. Đây là một vị trí chiến lược nằm giữa dãy 226 và đồn công an của quân xâm lược, có thể là sở chỉ huy cấp trung đoàn của chúng ở khu vực này. Đại đội 6 Trung đoàn Pháo binh 457, Sư đoàn 313 đã thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh hỏa lực để tiêu diệt các mục tiêu. Sau khi điều chỉnh chính xác và cảnh cáo các trận địa cối của quân Trung Quốc, nhiều loạt đạn đã làm tan tành mục tiêu. Tại khu vực 400, tiếng súng bộ binh đã trở nên thưa thớt và đơn vị của chúng tôi cũng ngừng bắn. Cuộc tấn công của quân địch vào điểm cao A6B đã thất bại nặng nề và A6B vẫn vững vàng trong tay chúng tôi. Điều này cho thấy quân Trung Quốc đã nhiều lần liều mạng để tái chiếm điểm cao A6B sau khi bị bộ đội Việt Nam thu hồi. Dù chúng đã cố gắng lấn chiếm trong suốt 13 ngày chiến đấu ác liệt, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa. Thành công này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh hiện tại, là nguồn động viên mạnh mẽ cho các chiến sĩ trên toàn mặt trận Vị Xuyên. Chiến thắng tại A6B không chỉ là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa hỏa lực và xung lực mà còn củng cố tinh thần quyết chiến, quyết thắng của bộ đội Việt Nam trên mảnh đất phên dậu của Tổ quốc. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần cảnh giác và sự sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc biên cương trước sự xâm lăng của quân địch phương Bắc. Tại điểm cao 1509, lính Trung Quốc đã phải chịu tổn thất nặng nề với hàng loạt chiến sĩ ngã gục. Theo ký ức của cựu binh Đỗ Minh Sáng từ Sư đoàn 313, những ngày đầu tháng 3 chứng kiến cơn mưa pháo dữ dội từ phía quân Trung Quốc, các chiến sĩ chốt giữ tại đây phải sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Họ ăn gạo sấy thay cho cơm và không có cơ hội tắm rửa, phải đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới xuống được phía dưới để lấy nước. Trong khi trên đường đi, nguy hiểm luôn rình rập. Pháo Trung Quốc từ bên kia biên giới bắn sang một cách ngẫu nhiên và khó lường. Một ngày, chúng chỉ bắn rải rác từng quả một từ sáng đến trưa, nhưng đến chiều lại dội xuống hàng ngàn quả đạn, khiến các chiến sĩ phải đối mặt với khói bụi dày đặc và tiếng nổ liên hồi, khiến tai họ gần như là bị ù đi. Cựu binh Đỗ Minh Tuấn đến từ Hương Canh, Vĩnh Phúc, từng chốt giữ tại điểm K-159 từ năm 1981, chia sẻ rằng nhiệm vụ của ông là quan sát và tính toán độ chính xác cho pháo binh của ta trong việc yểm trợ và bảo vệ cao điểm nếu bị Trung Quốc tấn công. Ông cho biết, bên cạnh việc phá hoại các trận địa của ta, việc bắn pháo liên tục với cường độ thay đổi không đều còn nhằm mục đích gây ức chế tinh thần và căng thẳng cực độ cho toàn bộ đội ngũ. Trong suốt một tháng, các chiến sĩ chỉ có thể ngủ khoảng 2 tiếng mỗi đêm. Trên đỉnh 1509, họ thay nhau canh gác, chia thành các tổ. Chỉ cần nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào, họ ngay lập tức nhận lệnh bắn. Những ngày đó, các toán trinh sát của quân Trung Quốc không ngừng hoạt động, tìm cách lên đỉnh núi để nắm bắt tình hình phòng thủ của đại đội 12. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1984, pháo Trung Quốc bắt đầu bắn dồn dập vào cao điểm. Lần này, cường độ bắn mạnh hơn bao giờ hết, tạo ra một âm thanh hỗn tạp và dữ dội. Âm thanh ầm ầm của đạn pháo cùng với đất đá và mảnh đạn rơi vào hầm tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và khó khăn vô cùng.
Khói bụi mịt mù bao trùm, báo hiệu rằng một đợt tấn công của bộ binh Trung Quốc sắp bắt đầu. Các chiến sĩ nhanh chóng ổn định vị trí và chuẩn bị cho cuộc chiến. Sau hơn một giờ căng thẳng, tiếng pháo dần thưa thớt và Trung Quốc chuyển sang bắn pháo giấy, loại pháo chỉ phát ra tiếng nổ trên không mà không gây sát thương, nhằm mục đích đe dọa và mở đường cho bộ binh tiến công. Cựu binh Đỗ Minh Tuấn sau khi rời khỏi hầm quan sát chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn phía trước. Rừng trúc trên đỉnh 1509 trước đây xanh mướt giờ đã bị pháo của địch tàn phá đến mức không còn dấu vết. Tại mỏ 1, trung đội 3 đang trong tình trạng báo động cao, tiếng quát của trung đội trưởng Đỗ Minh Sáng vang lên rõ ràng yêu cầu các chiến sĩ vào vị trí chiến đấu. Tại mỏm cây khô, tiếng súng AK và tiếng đạn liên thanh vang dội liên tục chứng tỏ là địch đã tiến đến gần và đang tấn công vị trí này. Qua ống nhòm, Đỗ Minh Tuấn nhìn thấy những tốp lính Trung Quốc liên tục tràn lên đỉnh 1509 theo đội hình kéo dài. Số lượng địch đông đảo ước chừng lên tới một trung đoàn khiến cho địa hình nhỏ bé trở nên chật chội và hỗn loạn. Đáng chú ý, những người đầu tiên xuất hiện là các dân công mặc áo đen, còn các lính chuyên nghiệp với quân phục xanh chỉ xuất hiện ở phía sau. Có vẻ như quân Trung Quốc đã lợi dụng các tốp dân công làm bia đỡ đạn cho các lính chuyên nghiệp. Trước khi xảy ra cuộc tấn công trên đỉnh 1509, tình hình từ phía Trung Quốc vẫn khá là yên lặng, không thấy dấu hiệu của sự chuẩn bị chiến tranh quy mô lớn. Dân cư bên đó vẫn sinh hoạt bình thường mà không có dấu hiệu của các cuộc tranh chấp nhỏ về đường biên. Điều này cho thấy là quân Trung Quốc đã âm thầm đào hào công sự gần đỉnh núi để chuẩn bị cho cuộc xâm lấn bộ binh. Ông Nguyễn Văn Hùng, cựu binh từ Sơn Dương Tuyên Quang, nhớ lại cuộc tấn công dữ dội của quân Trung Quốc lên đỉnh 1509 với một sự hồi tưởng sắc nét. Ông mô tả rằng số lượng lính Trung Quốc đông đảo đến mức khó tin, gần như là từng quả DKZ mà ông bắn xuống đều có thể dọn sạch một trung đội. Mặc dù vậy, sau mỗi lần bắn, quân địch lại nhanh chóng tập trung lại, phủ kín vị trí ngay lập tức. Tình trạng lớp lớp quân Trung Quốc cứ như là sóng nước, không ngừng tràn lên đỉnh núi. Đến mức hiện tại, đồng đội vẫn gọi ông Hùng bằng cái tên thân mật là Hùng DK, nhắc nhớ về thành tích bắn DKZ của ông trong trận chiến 32 năm trước. Ông Hùng đã bắn hàng chục quả DKZ, tiêu diệt số lượng địch không thể đếm xuể. Trên đỉnh núi, việc kê súng theo các cách thông thường là điều không thể. Ông Hùng phải bắn DKZ liên tục đến mức mà đôi tay của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Đến 32 năm sau, trong thời bình, ảnh hưởng của cuộc chiến vẫn khiến ông phải nói lớn bên tai mới nghe thấy rõ. Những ký ức về trận chiến trên đỉnh 1509 vẫn ám ảnh ông, thường xuyên xuất hiện ngay cả trong giấc mơ. Khi trở về sau cuộc chiến, ông thường bị mất ngủ vì nỗi nhớ đồng đội và những ký ức bi hùng của trận tử chiến. Có những đêm, người nhà thấy ông bừng tỉnh giữa đêm khuya và la lớn, "Bắn, bắn đi, quân Trung Quốc đến rồi, bắn sạch bọn xâm lược này đi." Tiếp tục câu chuyện về cuộc tấn công đầu tiên lên đỉnh 1509, cựu binh Đỗ Minh Tuấn kể rằng khi lính Trung Quốc tràn vào, mọi vị trí chốt giữ đều ngay lập tức nổ súng. Dưới chân đỉnh, những cột khói đen bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn. Những bóng đen của quân địch bị hất văng và nằm bất động trên mặt đất. Tại các trận địa phối hợp, ta cũng đồng loạt phát hỏa với pháo 105 ly, cối 82 ly và các loại hỏa lực khác. Đặc biệt, các trận địa cối từ bình độ 1200 của trung đoàn 457 bắn vào đội hình địch rất chính xác, khiến quân Trung Quốc chịu thương vong nặng nề. Những tốp lính đi đầu cố gắng tiến vào các đường hào hình dâu tôm đã được chuẩn bị sẵn trên đỉnh 1509. Tuy nhiên, cuộc tấn công này nhanh chóng bị dập tắt bởi mấy quả mìn do một chiến sĩ tên là Thô Cải dẫn đặt và hỏa lực từ các chiến sĩ khác. Lính địch bị tẩy sạch và quân Trung Quốc không dám tiếp tục tấn công trước sự chống trả quyết liệt của bộ đội ta. Cuộc tấn công đầu tiên của quân Trung Quốc lên đỉnh 1509 thất bại thảm hại. Họ phải rút lui dưới sự tấn công dữ dội của pháo binh và các loại hỏa lực khác, khiến các trận địa của ta trở nên vững chãi hơn, mặc dù cũng có những thương vong đáng tiếc. Cú phản đòn sấm sét từ pháo binh Việt Nam đã không chỉ đẩy lùi cuộc tấn công của quân Trung Quốc mà còn ghi dấu ấn sâu đậm về sự dũng cảm và chiến thuật xuất sắc của quân đội ta. Chiến thắng này không chỉ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng mà còn nhấn mạnh quyết tâm và khả năng phản kháng kiên cường của Việt Nam trước mọi thách thức. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi lời Phật dạy sâu sắc trong cuộc sống. 1. Tâm an là hạnh phúc. Sự bình an trong tâm hồn là nguồn gốc của hạnh phúc chân chính. 2. Lòng từ bi là chìa khóa giải thoát. Thực hành lòng từ bi giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và xung đột. 3. Chúng ta là kết quả của những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ tạo ra hành động và định hình cuộc sống của chúng ta. 4. Sự thay đổi là bản chất của mọi sự vật.
tất cả mọi thứ đều thay đổi. Hiểu và chấp nhận điều này giúp ta sống hòa hợp. 5. Chỉ có hiện tại mới là thực tại. Đừng sống trong quá khứ hay là mơ mộng về tương lai. Sống trọn vẹn trong hiện tại. 6. Nhẫn nhục là sức mạnh vĩ đại. Sự nhẫn nhục giúp chúng ta vượt qua khó khăn và giữ bình tĩnh trong thử thách. 7. Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử. Cách cư xử của bạn đối với người khác phản ánh sự tôn trọng và lòng từ bi. 8. Đau khổ là do chấp trước. Chấp trước và gắn bó quá mức với điều gì đó là nguồn gốc của đau khổ. 9. Thực hành thiện là hạnh phúc thực sự. Hành động thiện và nhân ái mang lại hạnh phúc bền vững hơn bất kỳ thành công vật chất nào. 10. Tự do đến từ sự giải thoát tâm lý. Sự giải thoát thực sự không phải từ bên ngoài mà là từ sự tự do trong tâm trí và nhận thức. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được tạm dừng video tại đây. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thấy video hữu ích và muốn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Điều này không chỉ hỗ trợ chúng tôi trong việc tạo ra nội dung chất lượng hơn, mà còn giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào trong các video sau. Xin quý vị lưu ý rằng những quan điểm và ý kiến trong video này chỉ là của cá nhân tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Để có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về các vấn đề được thảo luận, chúng tôi khuyến khích quý vị tham khảo thêm từ các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy. Việc tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau là rất quan trọng để có cái nhìn toàn diện về các vấn đề chính trị và xã hội hiện tại. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi xin được trân trọng mọi ý kiến đóng góp của quý vị và sẽ không ngừng cải thiện nội dung để phục vụ thật là tốt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin và video tiếp theo. Việt Nam nhận hàng nóng sau chuyến thăm Mỹ của tướng Giang, tăng cường sức mạnh toàn diện cho quân đội Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn, sau chuyến thăm chính thức đầy ấn tượng tại Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Việc Việt Nam nhận được những chiến đấu cơ, những vũ khí tiên tiến không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hợp tác quốc phòng mà còn mở ra khả năng nâng cao sức mạnh toàn diện của quân đội Việt Nam. Sự hiện diện của những thiết bị quân sự hiện đại này hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện an ninh khu vực và tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng, linh hoạt của lực lượng vũ trang Việt Nam trong bối cảnh quốc tế ngày càng biến động. Vậy chi tiết về các loại vũ khí quân sự này ra sao? Lý do mà Mỹ đồng ý cung cấp cho Việt Nam là gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Người Đưa Tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một sự kiện quốc phòng quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang vừa hoàn thành chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ. Đây không chỉ là chuyến thăm cấp cao hiếm hoi trong những năm gần đây mà còn là cột mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Chuyến đi của Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ nhằm đáp lại chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tháng 7 năm 2021 mà còn là dịp để hai bên thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Điều này phản ánh rõ nét sự cam kết củng cố lòng tin chiến lược và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Một điểm đáng chú ý là chuyến thăm này có thể dẫn đến việc ký kết các hợp đồng mua sắm vũ khí lớn cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt có thông tin cho rằng Việt Nam có thể nhận được máy bay vận tải quân sự C-130 và chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực không quân và sức mạnh tổng thể của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Biển Đông đang ngày càng phức tạp. Chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến công du sang Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2024. Điều này có thể không chỉ làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương mà còn đánh dấu một tín hiệu mạnh mẽ về sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mục tiêu của chuyến thăm không chỉ là tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng mà còn góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là một phần trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh nguyên tắc đa dạng hóa và tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các cường quốc để bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh an ninh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện ngoại giao mà còn là một dấu mốc quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo thông tin từ Reuters, Mỹ đang ở trong giai đoạn thảo luận với Việt Nam về việc bán máy bay quân sự C-130. Đây được coi là một tín hiệu rõ ràng về sự gia tăng mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai quốc gia. Những cựu đối thủ đã từng trải qua nhiều biến động trong quá khứ. Nếu thỏa thuận này thành công, nó sẽ trở thành hợp đồng quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi chúng ta công khai ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp quốc phòng vào cuối năm 2022 sau một thời gian dài phụ thuộc chủ yếu vào Nga. Việt Nam hiện đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác quốc tế cung cấp vũ khí hiện đại để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Điều này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sản xuất và cung cấp vũ khí của Nga. Đặc biệt, Mỹ thậm chí có thể hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong giao dịch mua máy bay C-130 với mức hỗ trợ dự kiến có thể lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, bao gồm cả chi phí bảo trì và các khoản chi phí liên quan. Mặc dù số lượng và tổng chi phí của hợp đồng chưa được công bố, nhưng các máy bay mà Việt Nam đang xem xét là phiên bản mới nhất của dòng C-130 nổi tiếng. Trước đó, Việt Nam đã mua máy bay vận tải quân sự C-295, nhưng loại máy bay này không đáp ứng được nhu cầu vận tải tầm xa như C-130, đặc biệt trong việc tiếp tế cho các đảo, chuyển quân cho lực lượng đổ bộ đường không, đặc công hải quân và hải quân đánh bộ, với khả năng cất hạ cánh trên các đường băng ngắn và điều kiện chiến tranh. C-130 là lựa chọn tối ưu cho việc tiếp tế và vận chuyển quân trang, đặc biệt khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ đã diễn ra suôn sẻ trong nhiều tháng qua, không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây trong giới lãnh đạo Việt Nam. Điều này cho thấy chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn ổn định và cam kết duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn để hiện đại hóa quân đội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Giáo sư Alexander từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng việc Việt Nam tìm kiếm các nguồn cung cấp vũ khí hiện đại, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc hợp tác với Mỹ, Việt Nam đang mở rộng sự quan tâm đến các hệ thống vũ khí từ Israel. Điều này phản ánh rõ xu hướng đa dạng hóa trong chiến lược quốc phòng của Việt Nam với mục tiêu mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia khác nhau. Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng từ Mỹ sang Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Các mặt hàng chủ yếu mà Việt Nam đã nhận từ Mỹ bao gồm tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện. Những hạn chế này chủ yếu do lo ngại về chi phí, quy trình phê duyệt từ phía chính phủ Mỹ và vấn đề tương thích với hệ thống trang bị hiện có của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mua sắm vũ khí từ Mỹ đòi hỏi thời gian vì nhiều yếu tố phức tạp, trong đó giá cả là một yếu tố quan trọng. Các loại vũ khí có tính năng tương tự từ các quốc gia khác có thể có giá hợp lý hơn và việc đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống vũ khí là một yếu tố quan trọng mà Việt Nam phải cân nhắc. Hệ thống quân sự hiện tại của Việt Nam chủ yếu dựa trên các thiết bị của Nga, do đó việc tích hợp các thiết bị quân sự mới từ Mỹ có thể gặp khó khăn. Bảo trì cũng là một vấn đề nhạy cảm, việc phụ thuộc vào kỹ thuật viên nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, có thể đặt ra những thách thức về an ninh. Sự hiện diện của các kỹ thuật viên nước ngoài tại các căn cứ của Việt Nam không chỉ tăng cường sự phụ thuộc mà còn có thể tạo ra các rủi ro an ninh tiềm ẩn. Trước đây, Việt Nam đã xem xét việc mua trực thăng và máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về thương vụ F-16 dường như không đạt được nhiều tiến triển mạnh mẽ. Mặc dù vậy, Việt Nam đã gửi phi công sang Mỹ để huấn luyện trên các máy bay T-6, vốn được thiết kế với buồng lái kỹ thuật số, có khả năng mô phỏng chính xác các thao tác điều khiển của các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư đang phục vụ trong không quân Mỹ. Tất cả những yếu tố này cho thấy sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân đội, đảm bảo rằng các quyết định mua sắm vũ khí không chỉ phù hợp về mặt chiến lược mà còn về mặt chi phí và khả năng tích hợp vào hệ thống hiện tại. Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, việc mua sắm vũ khí của Việt Nam không chỉ là vấn đề quốc phòng mà còn là yếu tố quan trọng trong chiến lược ngoại giao của quốc gia. Việt Nam hiện đang đứng trước những quyết định quan trọng về việc mua sắm các hệ thống vũ khí hiện đại, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16 và máy bay vận tải quân sự C-130 từ Mỹ. Cả hai loại thiết bị này đều có tác động sâu rộng đến mối quan hệ quốc tế và chiến lược quân sự của Việt Nam. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định này là mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Máy bay chiến đấu F-16 đặc biệt có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đã cảnh báo rằng việc bán F-16 cho Việt Nam có thể gây tổn hại đến hòa bình và an ninh khu vực. Ngược lại, máy bay vận tải C-130 ít nhạy cảm hơn và được coi là thiết bị phục vụ mục đích phòng thủ, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.
Quy trình phê duyệt bán máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ có thể phức tạp hơn so với máy bay vận tải C-130, phần lớn do các yếu tố chính trị nội bộ ở Mỹ. Quốc hội Mỹ có thể đặt ra các điều kiện hoặc từ chối bán vũ khí nếu có bất kỳ lo ngại nào về vấn đề nhân quyền hoặc các vấn đề chính trị khác liên quan đến Việt Nam. Điều này có thể làm tăng thêm độ khó và thời gian cho việc mua sắm máy bay chiến đấu F-16. Một vấn đề quan trọng khác là tương thích và bảo trì. Việt Nam hiện chủ yếu sử dụng thiết bị quân sự của Nga, do đó việc tích hợp các hệ thống vũ khí mới từ Mỹ có thể gặp khó khăn. Đặc biệt, việc bảo trì và đào tạo cho phi công và kỹ thuật viên là rất quan trọng và đòi hỏi sự đầu tư đáng kể. Máy bay chiến đấu F-16 nếu được mua sẽ cần một hệ thống hỗ trợ toàn diện, bao gồm cơ sở hạ tầng và đào tạo. Điều này có thể gia tăng chi phí và thời gian triển khai. Chi phí là một yếu tố then chốt khác trong việc lựa chọn vũ khí. Máy bay chiến đấu F-16 và các hệ thống vũ khí đi kèm có thể đắt đỏ hơn so với các lựa chọn khác. Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng không chỉ về chi phí mua sắm, mà còn về chi phí bảo trì và các dịch vụ hỗ trợ. Các loại vũ khí có tính năng tương tự từ các quốc gia khác có thể có giá cả hợp lý hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu chiến lược của Việt Nam một cách hiệu quả hơn. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với áp lực từ việc mua sắm vũ khí trong khu vực Đông Nam Á, nơi các quốc gia như là Thái Lan, Indonesia và Philippines đang tích cực hiện đại hóa lực lượng quân đội của họ. Điều này cho thấy là Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc đua nâng cao sức mạnh quốc phòng của mình và cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội quan trọng. Trong tương lai, Việt Nam có thể cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau cho việc mua sắm máy bay chiến đấu. Một số quốc gia bao gồm Nga, Mỹ và châu Âu là những nhà sản xuất chính của các máy bay chiến đấu thế hệ mới. Việt Nam cũng có thể đàm phán để mua máy bay Su-30 MKI do Ấn Độ sản xuất dưới giấy phép của Nga, tương tự như là dòng Su-30 MK2 mà không quân Việt Nam hiện đang sử dụng. Quan hệ thân cận giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng có thể là lợi thế trong các cuộc đàm phán này. Nhật Bản và Anh đang phát triển các dự án chế tạo máy bay chiến đấu mới, tạo thêm sự lựa chọn cho Việt Nam trong việc nâng cấp lực lượng không quân. Việc lựa chọn vũ khí cho quân đội Việt Nam là một quyết định quan trọng và phức tạp, có tác động sâu rộng đến chiến lược quốc phòng và quan hệ quốc tế quốc gia. Máy bay chiến đấu F-16 và máy bay vận tải C-130 đều có những ưu điểm và thách thức riêng. Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố chính trị, kỹ thuật, chi phí và quan hệ quốc tế để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Trong bối cảnh khu vực đang ngày càng phức tạp, việc duy trì một chiến lược mua sắm vũ khí linh hoạt và hiệu quả sẽ giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh quân đội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững quan hệ với các đối tác quốc tế quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang, trong vai trò lãnh đạo quân đội Việt Nam, đã nhiều lần nhấn mạnh các quan điểm quan trọng về việc mua sắm vũ khí, đặc biệt là nhấn mạnh việc chỉ mua những thiết bị cần thiết để tránh lãng phí ngân sách quốc phòng và xây dựng một hệ thống vũ khí có trình tự và hợp lý. Quan điểm này không chỉ phản ánh sự thận trọng và tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý nguồn lực quốc gia, mà còn thể hiện một chiến lược quân sự cân bằng và hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả của lực lượng vũ trang Việt Nam. Đầu tiên, việc chỉ mua những vũ khí cần thiết là một nguyên tắc cơ bản trong quản lý ngân sách quốc phòng. Ngân sách quốc phòng của mỗi quốc gia đều có hạn và cần phải được sử dụng một cách hiệu quả. Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ ra rằng việc tập trung vào các thiết bị và hệ thống vũ khí thực sự cần thiết giúp tránh lãng phí tài chính, từ đó đảm bảo rằng nguồn lực được phân bổ cho những mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược quốc phòng. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng chi tiêu cho quốc phòng. Việc mua sắm vũ khí không cần thiết có thể dẫn đến tình trạng thừa mứa, kém hiệu quả và làm giảm khả năng chi trả cho các lĩnh vực quan trọng khác như đào tạo, bảo trì và nghiên cứu phát triển. Ngoài việc tiết kiệm ngân sách, việc mua sắm vũ khí cần thiết cũng góp phần vào việc xây dựng một hệ thống vũ khí có trình tự và hợp lý. Một hệ thống vũ khí có trình tự không chỉ bảo đảm sự đồng bộ giữa các thiết bị và hệ thống quân sự mà còn giúp tối ưu hóa quy trình triển khai và bảo trì. Điều này đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu thực tế của quân đội, khả năng tích hợp và sự tương thích giữa các hệ thống vũ khí khác nhau. Một hệ thống vũ khí được xây dựng hợp lý không chỉ giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu mà còn bảo đảm tính hiệu quả trong sử dụng và bảo trì thiết bị. Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, việc xây dựng một hệ thống vũ khí hợp lý cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược quốc phòng dài hạn. Điều này bao gồm việc dự đoán và đáp ứng các xu hướng và thay đổi trong môi trường an ninh quốc tế, cũng như nhu cầu phát triển quân đội trong tương lai gần. Một hệ thống vũ khí hợp lý không chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện tại mà còn phải linh hoạt để có thể thích ứng với các tình huống và thách thức mới. Điều này đòi hỏi một sự phân tích toàn diện về các yếu tố chiến lược, kỹ thuật và tài chính, đồng thời cần phải có một kế hoạch mua sắm và triển khai được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia quân sự và các nhà hoạch định chính sách.
việc xây dựng một hệ thống vũ khí có trình tự và hợp lý cũng liên quan đến việc đảm bảo sự tương thích giữa các hệ thống khác nhau. Điều này có nghĩa là các thiết bị và hệ thống vũ khí cần phải hoạt động hiệu quả cùng nhau và không gây ra sự cố hoặc xung đột trong quá trình sử dụng. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các hệ thống vũ khí có thể tích hợp với nhau trong các tình huống chiến đấu thực tế, đồng thời đảm bảo rằng các thiết bị mới có thể hoạt động một cách đồng bộ với các thiết bị hiện có. Hơn nữa, sự xây dựng một hệ thống vũ khí hợp lý không chỉ dừng lại ở việc chọn lựa các thiết bị quân sự, nó còn bao gồm việc đầu tư vào đào tạo nhân sự, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo trì. Đào tạo nhân sự là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống vũ khí được sử dụng một cách hiệu quả. Đào tạo cần phải bao gồm cả các kỹ thuật viên bảo trì và các chiến sĩ nhằm đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của việc sử dụng và bảo trì thiết bị đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống vũ khí hợp lý. Điều này bao gồm việc xây dựng các cơ sở bảo trì, kho chứa vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác cần thiết để hỗ trợ việc sử dụng và bảo trì các hệ thống vũ khí. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp đảm bảo rằng các thiết bị quân sự có thể được bảo trì và sửa chữa một cách nhanh chóng và hiệu quả, từ đó đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu quả của lực lượng vũ trang. Việc bảo trì cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì hệ thống vũ khí hợp lý. Bảo trì không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của các thiết bị mà còn đảm bảo rằng chúng luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Điều này đòi hỏi việc lập kế hoạch bảo trì định kỳ, kiểm tra và sửa chữa các thiết bị cùng với việc đào tạo nhân viên bảo trì để đảm bảo rằng tất cả các công việc bảo trì đều được thực hiện đúng cách. Một yếu tố quan trọng khác trong việc xây dựng hệ thống vũ khí hợp lý là việc đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống vũ khí có thể được sử dụng một cách linh hoạt trong các tình huống chiến đấu khác nhau. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các hệ thống vũ khí có thể hoạt động hiệu quả trong các điều kiện môi trường khác nhau, từ các điều kiện khí hậu khắc nghiệt đến các tình huống chiến đấu phức tạp. Có thể nói đây là quan điểm rất hợp lý, việc chỉ mua những vũ khí cần thiết và xây dựng một hệ thống vũ khí có trình tự và hợp lý không chỉ là vấn đề quản lý ngân sách và kỹ thuật mà còn là một phần của chiến lược quốc phòng toàn diện của Việt Nam. Điều này phản ánh sự cam kết của Đại tướng Phan Văn Giang đối với việc đảm bảo rằng quân đội Việt Nam không chỉ được trang bị các thiết bị quân sự tiên tiến mà còn có khả năng sử dụng và bảo trì các thiết bị này một cách hiệu quả. Sự thận trọng trong việc quản lý nguồn lực quốc phòng và xây dựng hệ thống vũ khí có trình tự và hợp lý giúp đảm bảo rằng quân đội Việt Nam có thể đáp ứng được các thách thức an ninh trong tương lai, đồng thời duy trì sự ổn định và hiệu quả trong chiến lược quốc phòng của quốc gia. Không chỉ những loại vũ khí tối tân và hiện đại, Việt Nam ta còn rất nhiều loại pháo từ thời kháng chiến, còn lại chúng ta vẫn dùng cho đến ngày nay. Lưu lượng pháo tự hành của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay chủ yếu bao gồm các mẫu pháo được viện trợ từ Liên Xô. Cụ thể là pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm và 2S3 Akatsiya 152mm. Dù lực lượng pháo binh Việt Nam sở hữu khoảng 2.200 khẩu pháo các loại, đứng thứ 8 trên thế giới, thứ 6 ở châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng số lượng pháo tự hành vẫn còn hạn chế. Pháo tự hành 2S1 Gvozdika được Liên Xô phát triển vào năm 1967 và chính thức đưa vào biên chế năm 1971 là một trong những mẫu pháo tự hành nổi tiếng nhất, được thiết kế trên khung gầm xe bọc thép MTLB 2S1 Gvozdika, có khả năng đạt tốc độ lên đến 60 km/h và có thể lội nước với tốc độ 4,5 km/h, mặc dù khi làm như vậy, lượng đạn phải giảm xuống còn 30 viên. Khung gầm MTLB được trang bị động cơ diesel IAMZ 238V với công suất 240 mã lực, giúp 2S1 Gvozdika đạt tốc độ tối đa và đảm bảo khả năng cơ động trong các điều kiện địa hình khác nhau. Pháo tự hành 2S1 Gvozdika được điều khiển bởi tổ lái gồm 4 người, trường xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn. Toàn bộ thân xe và tháp pháo đều được bọc giáp để chống đạn súng cỡ 7,62mm hoặc là 12,7mm cùng với mảnh đạn pháo. Vũ khí chính của 2S1 là lựu pháo D32 cỡ nòng 122mm, có chiều dài gấp 35 lần cỡ nòng, hiệu quả trong việc chống công sự và các mục tiêu khác, bao gồm cả xe tăng. 2S1 Gvozdika có thể bắn nhiều loại đạn với cơ số đạn thường là 40 viên, bao gồm 35 viên đạn nổ, phá mảnh và 5 viên đạn nổ lõm chống tăng. Ngoài ra, 2S1 còn được trang bị một súng máy 7,62mm với 300 viên đạn, giúp tăng cường khả năng phòng vệ. Mẫu pháo tự hành 2S1 Gvozdika còn được gọi là hoa cẩm chướng trong thời kỳ Liên Xô. Tên gọi này phản ánh tính năng nổi bật của nó trong việc cung cấp hỏa lực hỗ trợ từ xa. Lượng đạn dự trữ trên xe là khoảng 40 viên, thường bao gồm 35 viên đạn nổ phân mảnh với tầm bắn tối đa khoảng 15 km và 5 viên đạn chống tăng.
Bên cạnh pháo tự hành 2S1 Gvozdika, sức mạnh của Lữ đoàn Pháo binh 45, một trong những đơn vị nổi bật của pháo binh Việt Nam, còn được hỗ trợ bởi pháo tự hành 2S3 Akasiya. Pháo tự hành 2S3 Akasiya được đưa vào sử dụng cùng thời điểm với 2S1 vào năm 1971, cũng được sản xuất với số lượng lớn và được chế tạo cho đến năm 1993. Pháo tự hành 2S3 Akasiya sử dụng khung cầm tương tự như hệ thống tên lửa phòng không tự hành 2K11 Krupp, NATO định danh là SA-4 Kanev. Với kích thước thân xe dài 6,97m, rộng 3,25m và cao 2,62m, nặng 27,5 tấn, 2S3 Akasiya được trang bị động cơ diesel V12 công suất 520 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa là 55-60 km/h và tầm hoạt động lên đến 300 km. Pháo tự hành này có khả năng vượt lũy cao 1,1m và hào rộng 2,5m. Pháo tự hành 2S3 Akasiya trang bị pháo D-20 cỡ 152mm, một phiên bản cải tiến từ pháo xe kéo D-20 với chiều dài cỡ nòng gấp 27 lần. D-20 có thể bắn với tốc độ lý thuyết là 30 viên trên 10 phút hoặc là 75 viên 1 giờ. Tuy nhiên, tốc độ bắn thực tế của 2S3 Akasiya chỉ đạt khoảng 3-4 phát 1 phút. Xe có khả năng dự trữ khoảng 40 viên đạn, thường bao gồm 36 viên đạn nổ phân mảnh và 4 viên đạn chống tăng. Tương tự như 2S1, pháo D-20 của 2S3 sử dụng các loại đạn tương tự như là đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng và đạn chiếu sáng. Biến thể 2S3M còn có khả năng bắn đạn tự dẫn chính xác cao Krasnopol, một loại đạn pháo có điều khiển. Pháo tự hành 2S3 Akasiya còn được trang bị một súng máy phòng không cỡ 7,62mm, đặt trên nóc tháp pháo, cung cấp thêm khả năng phòng vệ. Hệ thống pháo này có tầm bắn tối đa lên đến 17,4 km và có thể bắn trực xạ diệt công sự địch ở khoảng cách 4 km. Việc vận hành và khai hỏa pháo có thể thực hiện từ bên trong xe hoặc qua hệ thống điều khiển từ xa, giúp xạ thủ có thể điều khiển bắn mà không cần phải rời khỏi vị trí an toàn bên trong xe. Tóm lại, dù lực lượng pháo binh Việt Nam sở hữu một số lượng lớn pháo các loại, số lượng pháo tự hành vẫn còn khiêm tốn so với tổng số pháo. Các mẫu pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 2S3 Akasiya dù đã phục vụ lâu dài và vẫn giữ vai trò quan trọng trong biên chế quân đội, phản ánh cả sự tinh tế và sự chuyển giao công nghệ trong lịch sử vũ khí quân sự của Việt Nam. Sự hiện diện của những mẫu pháo này không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ, mà còn là cơ sở để phát triển các kế hoạch hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh pháo binh trong tương lai. Thưa quý vị, để có thể nói rằng cho đến ngày nay, từng ngày trôi qua, chúng ta không ngừng nâng cấp sức mạnh quân sự của quân đội bằng cách mua các vũ khí chiến lược và nâng cấp vũ khí nước nhà. Sự kết hợp với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng là nước đi rất đúng đắn. Họ là siêu cường trong lĩnh vực quân sự. Trong chuyến thăm chính thức của Đại tướng Phan Văn Giang đến Mỹ đã mở ra một cánh cửa mới trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam. Việc ký kết hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-16 và máy bay vận tải C-130 không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nâng cao khả năng tác chiến của không quân Việt Nam, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Sự hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ củng cố nền tảng quan hệ quốc phòng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hiện đại hóa trang thiết bị quân sự và phát triển năng lực phòng thủ. Điều này sẽ giúp quân đội Việt Nam có thêm công cụ và phương tiện cần thiết để đáp ứng những thách thức mới trong môi trường chiến lược toàn cầu. Chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang và các thỏa thuận hợp tác quân sự đạt được không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ quốc phòng giữa hai nước, mà còn là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ và duy trì an ninh quốc gia của Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và sự đầu tư vào công nghệ quân sự tiên tiến, Việt Nam đang trên con đường trở thành một trong những lực lượng quân đội mạnh mẽ và hiện đại nhất trong khu vực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai và góp phần xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé! Tiếp theo đây, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về Đức Phật, đặc biệt là các câu chuyện liên quan đến cuộc đời và giáo lý của Ngài, thường mang những ý nghĩa sâu sắc và những bài học quý giá. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là câu chuyện về cuộc đời Đức Phật và bài học về tâm từ bi. Nó không chỉ kể về cuộc đời của Ngài mà còn truyền tải những bài học quan trọng về tâm từ bi và sự giác ngộ. Dưới đây là một cách tiếp cận để khám phá ý nghĩa của câu chuyện này. Câu chuyện về Đức Phật hay còn gọi là Siddhartha Gautama bắt đầu từ khi Ngài còn là một hoàng tử sống trong cung điện sang trọng, được bao bọc bởi tất cả những tiện nghi và sự bảo vệ.
dù có mọi thứ mà một người có thể mơ ước. Siddhartha cảm thấy một sự thiếu thốn sâu sắc trong lòng mình, một cảm giác không thể giải thích được. Đây là khởi đầu của hành trình tìm kiếm chân lý và sự giác ngộ của ngài. Một ngày, Siddhartha quyết định rời bỏ cung điện để khám phá thế giới bên ngoài. Ngài chứng kiến sự đau khổ, bệnh tật, già yếu và cái chết, những điều chưa bao giờ thấy trong cuộc sống vương giả của mình. Điều này khiến ngài nhận ra rằng, mặc dù có quyền lực và của cải, mọi người đều không thể tránh khỏi sự khổ đau và bất hạnh. Đây là bước đầu tiên trong quá trình tìm kiếm con đường giải thoát khỏi khổ đau. Siddhartha quyết định theo đuổi con đường khổ hạnh để tìm kiếm sự giác ngộ. Ngài thực hành những phương pháp nghiêm ngặt nhưng nhận ra rằng con đường này không dẫn đến giải thoát mà chỉ làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Sau đó ngài thử một con đường khác, đó là con đường Trung Dung, nơi mà ngài ngồi dưới cây bồ đề và thiền định cho đến khi đạt được giác ngộ. Tại đây, ngài nhận ra chân lý vĩ đại về sự khổ đau và con đường để giải thoát khỏi nó, được gọi là bát chánh đạo. Ngài hiểu rằng khổ đau là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng qua việc thực hành từ bi, trí tuệ và đức hạnh, con người có thể vượt qua nó. Câu chuyện của Đức Phật không chỉ là câu chuyện về việc tìm kiếm sự giác ngộ mà còn là bài học quan trọng về tâm từ bi. Ngài dạy rằng từ bi và sự đồng cảm với nỗi khổ đau của người khác là cách để chúng ta vượt qua khổ đau cá nhân và xã hội. Đức Phật không chỉ đạt được giác ngộ cho bản thân mà còn chia sẻ giáo lý của Ngài với tất cả mọi người, với hy vọng rằng họ cũng có thể đạt được sự giải thoát và hạnh phúc. Câu chuyện về Đức Phật có nhiều ý nghĩa đối với cuộc sống hiện đại. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự thật, không để bị cuốn theo vật chất và những hạnh phúc tạm thời. Nó cũng khuyến khích chúng ta phải đối mặt với khổ đau một cách thông thái, phát triển tâm từ bi và trí tuệ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Cuộc đời của Đức Phật là một hành trình của sự tìm kiếm và khám phá, một quá trình học hỏi và trưởng thành. Câu chuyện của Ngài truyền tải thông điệp rằng sự giác ngộ không phải là điểm đến cuối cùng mà là một quá trình liên tục của sự hiểu biết, từ bi và tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh. Nội dung của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.